Dạ Vũ chào cả nhà. Bây giờ là 22 giờ đêm ngày 27 tháng 7, Vũ cùng với mấy anh em trong nhóm từ thiện Hòa Đạo Cầu Đài thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang đến để hỗ trợ với gia đình để tưởng niệm cho chú Phan Văn Tư 71 tuổi tại Mỹ Phú Tây Cai Lậy Tiền Giang nha cả nhà. Và bây giờ Vũ mời cả nhà cùng với anh em Vũ vào bên trong để làm để tưởng niệm cho chú nha. Và cả nhà đừng quên khi xem cho Vũ và anh em xin một lượt đăng ký, lượt chia sẻ và một lời cầu nguyện để hương linh của chú Tư được siêu thoát về nơi cõi lạc nha cả nhà. Vũ cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Và bây giờ Vũ mời cả nhà nha.
gì mà bấm vô vậy sao sao kinh cây đến na trà tùng tự quy tự lai dân niệm ba nay năm kiến phật dịnh vô ba nạn cặp bánh đi đăng dương bồ tát tiết hiệu phục vì hương linh chánh độ hiển linh tánh tóc vàng tay phương ta chủ ngữ phụ chi chánh thọ phụ ta phụ kỳ Anh Lâm cho đội vào trai luôn Anh Lâm. Hai đứa cho đội. Trời cao lòng ngon có mong đẹp ý thành đốt kiếm đánh nguyện cầu chư Phật mười tuổi chứng lòng biển hồ thân hữu thanh chân đi về cửa Phật hốt chồng cầm lưng cây ba con đầy nặng ước mong đây ngọng dưới đây lòng cây đền còn động trong tương nhớ đây nghĩa danh thành con cả chưa sống cha ơi của cha sanh bằng non biển nghĩa này con đã không quên đại đà cát phi Bạc ngọc giai đầy danh diệu pháp Quỳnh kim điện thượng lễ tầng tông Kim điện trạc Bình thắng giai quỳ Đốt ngày tấm giờ bạc sẽ đầu tay ra luôn Để thành sắp thành đồ mới. Bỏ rồi. Bỏ rồi. Bỏ rồi.